Hôm nay thì Quỳnh sẽ ăn nguyên một nồi xíu quýt heo nha mọi người, rất là ngon luôn, Quỳnh mới mua được ha. Và hôm nay thì mình sẽ hầm chung với củ cải siêu to nha. Bên đây thì Quỳnh nấu cái nồi nước sôi á, bây giờ Quỳnh sẽ cho mấy cục xíu quýt vô, Quỳnh trụng sơn nó cho nó ra hết mấy phần nước dơ nha. Rồi công đoạn này bỏ vô cũng phải cẩn thận nha mọi người, nó sôi quá đi. Rồi sau khi mà Quỳnh trụng nãy giờ á thì giờ cái phần này nè mọi người, nó đen ghê không, cái nước đen hù lùi luôn. Bây giờ mình sẽ vớt ra nha, rồi mình sẽ bắt đầu mình đem đi rửa nha. Mình vớt mình nên lấy cái rổ như nè mọi người, mình vớt nha, đừng có gấp, bằng cái đồ gấp nó trợt một cái là vô tay người ta ăn hết luôn ăn của hồn sớm luôn. Quá trời quá đất mọi người, hôm nay là tao nói ăn một nồi đã luôn. Rồi sau khi Quỳnh rửa xong, Quỳnh cho vô hết bên trong cái nồi nha. Hôm nay thì Quỳnh sẽ hầm chung với nước dừa nha mọi người. Mình cho nước dừa vô. Và bởi vì là cái nước hầm xương này nó ra nó cũng ngọt, là mình cho thêm phần này vô thì nó còn thêm đậm đà nữa nha. Nhưng mà hôm nay thì Quỳnh không có cho hết 100% là nước dừa nha, Quỳnh vẫn cho nước lọc vô nữa nha. Rồi bên đây Quỳnh chuẩn bị là cái củ cải trắng mình gọt vỏ luôn nè. Bây giờ thì Quỳnh sẽ cắt nó ra thành những cái khoanh bự bự như thế này nè, để một chút nữa mình hầm cho nó ra nước ngọt. Cái thứ hai nữa, Quỳnh cũng thích ăn củ cải nè mọi người. Người ta nói thì sao nói chứ phụ nữ ăn củ cải thì có tốt á, nhưng mà Quỳnh vẫn mê nha, lâu lâu mới ăn mà. Rồi nó sôi nãy giờ đó mọi người, bây giờ thì Quỳnh sẽ bắt đầu là Quỳnh cho cái phần củ cải vô nè. Cái phần nước này nãy giờ Quỳnh hầm là được 1 tiếng rưỡi đó mọi người. Bây giờ mình cho củ cải vô này, mình hầm lửa nhỏ khoảng 4-5 phút nữa là được ha. Mỗi lần ăn cái món này là Quỳnh mê lắm nha. Rồi mình sẽ hầm tiếp nha. Quỳnh nêm vào đây một ít muối nữa nha. Tiếp đến là bột nêm nè, chút xíu bột ngọt thôi. Rồi thêm ít đường nữa nha. Mình chuẩn bị một cái bếp nhỏ nha. Quỳnh hết cái phần này ra nha mọi người, hấp dẫn quá mọi người ơi, coi nè, quá hấp dẫn luôn. Rồi sao, xin chào cô chú đi sao. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Cần GB và Cuộc Sống Ở Nhật. Thì mọi người ơi, hôm nay cái món này Quỳnh nấu nó rất là đơn giản luôn. Và hôm nay thì Quỳnh sẽ chấm chung với lại là chén nước tương. Mình cắt thêm miếng ớt nữa vô, mình chấm cho nó đậm đà nha mọi người. Với lại bây giờ Quỳnh cho cái nước nó vào đây nè, Quỳnh dặn lửa lên, bây giờ nó sôi rất là sôi luôn, nó nóng hừng hực luôn. Bây giờ mời mọi người ăn chung với hai mẹ con Quỳnh nha. Hôm nay Quỳnh sử dụng một cái ống hút lớn, loại ống hút mà dùng để hút trân châu á mọi người, để mà mình hút cái tủy ở phía bên trong nha. Trời ơi, ta nói chưa có ăn nhưng mà thấy cái cảm giác là nó nói nó béo lên tới não vậy mọi người. Rồi mình sẽ lấy một cục trước nha. Đây mọi người ơi, cái cục này nè, tủy nha, đã ghê không. Bây giờ là mình sẽ bắt đầu hút nha mọi người, không biết hút được không nha. Nó béo lên tới tận não luôn ơi, nó béo lên tới tận não rồi mọi người. Ở trong đây không có nhiều mà có chút xíu hết trơn à. Trời ơi, nó béo lắm rồi. Với lại á, làm cái vậy nè, mình xỉa hết luôn, không còn gì luôn mọi người. Rồi bây giờ thì mình sẽ dùng cái cục này mình chấm với lại nước tương ăn nha mọi người. Đây, quên nữa, chén nước tương phải quậy lên nha. Hồi nãy Quỳnh cho thêm một ít chanh vô á, để cho mà nó nguội, để cho mà nó đỡ mặn mấy người. Cho nên là bây giờ là mình phải quậy lên để cho nó bớt chua nha. Rồi vô nha mọi người ơi, đây chấm vào mọi người đó. Hồi nãy hút đơn này, bây giờ đó nó béo lên tận não nha mọi người. Còn bây giờ ăn cái phần thịt này nè, nó gần ngay chỗ cái khủy á, cho nên á nếu mà mình may mắn á thì mình sẽ gặp được chúng cái
cái gì, cái phần gọi là phần sụn nha mọi người, còn không thì mình sẽ ăn chúng cái phần thịt nha. Còn nếu mà hả cục nằm nó bự quá thì cục nó sẽ có nhiều mỡ á, mà ăn hết cái này mà ăn hết mỡ là không nổi nha, cho nên cục nằm nhiều mỡ quá mình sẽ bỏ bớt mỡ rồi nha mọi người. Ngon mọi người, Quỳnh khoái ăn lắm mà. Hồi xưa máu Quỳnh hay nói Quỳnh á, đáng lẽ mày phải là tuổi con chó mới đúng á, chứ sao mày tuổi con chó. Bởi vì rất là thích ăn xương mà. Mẹ siêu thích ăn xương không? Trời ơi, không những ngon mà nó gì có sụn, nó gì có thịt. Lê ơi, cái này mà Lê đặt cái gì? Cái cục xương á, sao ăn thử miếng không ngon? Củ cải ngon ghê mọi người, quá trời ngon. Sao mấy ta? Ăn muốn hết luôn rồi, giờ mà chừng mấy tay. Quá sao ngon mọi người. Nè cho mấy tay. Thôi em gắn hết cục đó luôn đi. Nè cho mấy tay. Rồi không ăn hả? Không phải. Chứ sao? Cho coi đi. Vậy kêu ba làm ấy. Papa cho mấy tay. Mà chứ lý đi rồi nè. Rồi ba đến cho đưa cho ba lấy cho. Ba làm cho. Ok rồi. Nó ngon mọi người. Mùi nó thật. Hôm nay cũng là lần đầu tiên mà Quỳnh đem Quỳnh đi nấu chung với lại nước dừa nha mọi người. Trời ơi nó ngon mọi người. Sang thử này không? Ngon lắm. Thật. Thông thường á, chỉ có những cái món như là nấu lẩu, nấu đồ thì mình mới nấu nước dừa. Bây giờ lớn lẽ sự mà. Cảm ơn bà. Arigato. Cái gì ăn cũng hửi. Hai mẹ con mình có điểm chung quá sao. Con mẹ thích ăn xương, còn thằng con ăn gì cũng hửi mà ngon. Tao biết rồi. Mấy đứa nít cái mũi nó thính lắm mà nghe. Oishikunai kusuri. Đúng rồi. Hồi nãy mẹ mới xức cái thuốc của con mũi cắn. Trời cái cục này đã mọi người. Trời nó nóng. Nó có cái lửa lẳng ở giữa thôi nè. Không có dám ninh mà ninh theo cái dạng mà lửa nhiều ấy mọi người. Tại vì mọi người biết sao, nó rớt tủy ra ngoài hết. Trời cái này mới ngon rồi mọi người. Hút vô nè. Nóng quá mọi người. Gì mà cười dữ vậy? Gì cười dữ vậy? Của bên trong hết trơn mọi người, không còn gì luôn. Ngon. Nó béo, tao nói nó béo lên tới não luôn mọi người. Cái này ăn trời ơi, nó nóng dễ sợ. Biết hồi nãy mình đừng có bắt lên trên này ha, để cho nó hơi nóng thôi ha. Bự quá thì sợ cầm không được, bởi vì nó quá nóng mà. Cái gì nhanh dữ vậy? Trời đất ơi. Nó lên nó nhanh ghê mọi người. À, mình tắt cái bếp rồi đó mà nó vẫn còn nóng nè. Mày nhanh dữ sao ha.
quá phê mà. Hôm nay Quỳnh mua được cái mâm này nha mọi người, 5kg siêu quách luôn. Mà hôm nay Quỳnh biết chỗ Quỳnh mua đây. Mua của tiệm Việt Nam bán 5kg 2 sen là khoảng 350 ngàn cho 5kg xương mọi người. Xương siêu quách. Ngày hôm bữa không biết chỗ mua mọi người, mua trên web của Nhật. Trời ơi nó bán mắc mọi người. Quỳnh mua ở đây thì lúc á cái tiệm này nó bán thì nó bán nguyên củ lẳng bự dài vậy mọi người. Quỳnh kêu là cắt giùm mọi người, chứ khi mà nó bán không bao giờ cắt mọi người. Chỗ này có máy cắt cho nên mới mua được kiểu này nha. Mà hầm ăn kiểu này nó mới ngon mà. Mấy lần trước Quỳnh mua á, mọi người biết không, nó không có cắt ra cho mình á, bởi vì hầm lên á mình không có múc được cái lõi trong nông nè, ăn nó có phê. Còn hôm nay hả, tao nói phê tới nái luôn nè, phê tới ốc luôn, quá đã luôn. Đúng quá. Rồi bây giờ mình ăn tới cái cục bự nữa nha mọi người, để nó dở trên nó mới hơi nguội nguội nè. Ăn mấy cái này là mình phải bóc bằng tay nó mới ngon nha. Bị để cái này lên trên đây nha mọi người, để Quỳnh chấm cho mọi người dễ thấy, chứ để dưới mọi người không thấy. Đây chấm vô phê được mọi người. Để cái dĩa rồi chứ để nó đổ lên bàn nhức nách nha. Cái phần sụn mà quá ngon, cái phần bên đây là phần mỡ nè, cho nên là mình phải bỏ bớt cái phần mỡ này đi nha, mình ăn cái phần sụn thôi, ăn nó bé phê. Ở Nhật á, mấy cái sụn giống như khi mà nó cắt cái chân gà đó mọi người, thì nó sẽ có những cái sụn nhỏ nhỏ nha, hoặc là những cái cánh nó gần gần đó, nó cũng sụn nhỏ nhỏ thì nó lược ra, nó bán sụn riêng nha mọi người. Thì mình thấy bán sụn gà hoặc sụn heo cũng thấy bán nè. Mà phải công nhận nhưng mà đổi cục đến đâu ta. Mà phải công nhận rằng là sụn á, mình về mình nhúng bột mình chiên lên, trời ơi nó ngon ơi. Nó ngon gì đâu là ngon. Ngon chịu không nổi luôn rồi. Mình mê món đó luôn không. Thứ nhất là nó nhanh, thứ hai là nó ngon. Mấy đứa nít nổng mê. Giống con ma quá anh bà. Làm gì vậy? Trời đất ơi, mẹ đang ăn nó vô nó dơ nguyên cái tay ghê. Sa à? Sa ăn gì với mẹ nó đi, rồi sa lấy, sa lấy, sa vô đây sa ngồi sa ăn với mẹ, sa làm gì kỳ cục quá. Kỳ cục thiệt. Thấy kỳ cục không? Có thấy kỳ cục không cô chú? Các bạn thấy xa là mày trốn làm gì? Trời ơi, củ cải ngon mà. Ăn cục bự mà. Ây da, trời nóng. Nóng quá. Sao sáng gì vậy? Rồi sao ăn bánh hả? Trời, kêu nó chạy đi, lấy bánh nó vô nó ăn rồi nè. Rồi sao lên đây? Trời nó nóng rồi, trời trời. Bánh này cũng dễ hút mà, ngầm hút lên luôn. Ngon quá. Tôi biết rồi, tôi thấy rồi, khỏi kêu rồi. Trụ nó nóng. Mà cái món này không ăn nóng thì cũng không được nha mọi người, biết sao mọi người. Mỡ á, nó động lên ở trên. Mà mình không ăn nóng là bắt đầu là mỡ nó đông lại nha.
Ta ta nói ớn. Ớn cho bà cố. Nghe đâm là cái gì? Hả? Đâm là cái gì? Nó đâm lại là cái mỡ nó cứng lại ha. Gật đầu vậy thôi chứ không có hiểu đâu mà. Nó cứng là cái gì? Nó cứng là tiếng Nhật là gì? Khó tay. Ô biết luôn hả? Không biết sao biết luôn á. Sa giỏi dữ, siêu dữ. Giờ làm thông dịch viên cho Quỳnh với ba nó. Quỳnh phải công nhận mấy đứa nít nó hay mọi người. Ông mập dạy Quỳnh hoài mà không nhớ tiếng Nhật nha mọi người. Quỳnh dạy Quỳnh hoài không nhớ nói tiếng Việt nha mọi người. Mà đưa qua nó là nó nhớ hết nè. Bởi vậy mà giờ nói xấu cả là biến hiểu hết mọi người. Dễ tạm. Quá xa đã mọi người. Dễ bắt nha mà nó cũng rất dễ ớn mà. Một người mà ăn á phải chừng khoảng nha, nếu một cục lớn á nha, ăn cả chừng 3-4 cục mà. Nói dù mình ăn hơi bị nhiều á. Công nhận thèm ăn sống đã. Ăn chỗ này xong là ớn một năm luôn à. Mẹ xong rồi nè. Sao đợi mẹ đem mẹ uống nước xong mới bay luôn. Xuống nước đi, ăn hết nguyên hộp rồi hả? Còn mà. Ít bay mà. Nghe coi ít bay nè. Ừ, thấy rồi, bể hết luôn rồi. Ủa, bể? Ừ. Thì sao bể hả? Thì à, mọi người ơi, cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc nha mọi người. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh, mọi người hãy bấm đăng ký, like share kênh YouTube của Quỳnh, cũng như ủng hộ cái trang fanpage và cái kênh TikTok của Quỳnh nữa nha. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye.